Thưa quý vị và các bạn, Smart Quảng Nam là ứng dụng mobile app do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng cho người dân và doanh nghiệp Quảng Nam. Ứng dụng này đã được đưa vào sử dụng nhằm kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đây là hoạt động nằm trong lộ trình chuyển đổi số của Quảng Nam. Từ khi cài đặt app Smart Quảng Nam trên điện thoại di động, muốn biết thông tin về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hay tiền điện, tiền nước của gia đình, chị Nguyễn Tường Vi sống ở thị xã Điện Bàn chỉ cần vào app là có đầy đủ thông tin chi tiết. Khi mà sử dụng cái ứng dụng mà Smart Quảng Nam trên điện thoại di động thì tôi thấy đây là một cái ứng dụng rất là tiện ích. Mà trên ứng dụng này nó có đầy đủ những cái thông tin về hoạt động mà chính quyền địa phương của tỉnh cũng như là những cái thông tin rất là kịp thời về cái tình hình dịch bệnh. Và trên cái ứng dụng này ngoài ra thì mình còn có thể truy cập vào cái tra cứu chính về cái hồ sơ mà liên quan đến bảo hiểm xã hội của mình, cũng như là tiền điện hoặc là tiền nước, những cái vấn đề liên quan mà mình có thể về dịch vụ công, các thể loại mà mình có thể tra cứu ngay trên điện thoại của mình. Smart Quảng Nam cung cấp các thông tin cho người dân về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, các hoạt động pháp lý, v.v. Ứng dụng còn cung cấp những thông tin cảnh báo thiên tai, lũ lụt, phòng chống dịch bệnh, thanh toán cước phí tiền điện, nước, dịch vụ viễn thông. Qua app này, các tổ chức công dân có thể gửi các ý kiến phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống thường ngày đến chính quyền và nhận phản hồi từ chính quyền các cấp liên quan. Có thể nói đây là ứng dụng trên di động tổng hợp tất cả các chức năng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về cái app Smart Quảng Nam thì đây là một cái kênh tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để nhằm tạo ra cái mối liên kết và thu hẹp cái khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng như là thúc đẩy cái sự tham gia của người dân vào cái việc giám sát cái hoạt động của chính quyền, hướng đến xây dựng một cái chính quyền thân thiện và hướng về người dân cũng như là nâng cao cái sự hài lòng của người dân đối với các hoạt động của chính quyền Quảng Nam. Ứng dụng Smart Quảng Nam đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện, tích hợp thêm nhiều tiện ích số thiết yếu như thị trường việc làm, tiện ích thuế, thương mại điện tử, cổng thông tin đất đai, môi trường, v.v. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo cho tất cả cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cài app này và hướng dẫn người thân sử dụng. Để mà người dân biết được và cài đặt sử dụng rộng rãi pháp này thì thứ nhất là cần phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết là hiện nay là trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mình đang có cái app Smart Quảng Nam này để cài đặt vào trong cái máy điện thoại để mà sử dụng, thì có thể là tuyên truyền trên nhiều cái hình thức, rồi qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi qua các kênh mạng xã hội, rồi qua tin nhắn điện thoại. Và một cái việc mà quan trọng đó là các cái cơ quan chức năng, các cái cơ quan chính quyền thì cần phải có cái cập nhật thông tin liên tục và giải đáp nhanh các cái ý kiến của người dân trên cái app này để tạo cái mối quan hệ khăng khít giữa người dân và chính quyền, để người dân tin tưởng là sử dụng cái app này để mà xem thông tin hoặc là để mà gửi thông tin. Để cài đặt, người dân có thể tải ứng dụng với tên Smart Quảng Nam trên CH Play đối với điện thoại hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam trên di động sẽ tăng cường kết nối giữa người dân với chính quyền, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, công dân số và xã hội số của Quảng Nam.